Nutri Kegon, bí quyết sống khỏe người lớn tuổi. Vâng, quay trở lại với chương trình thì vừa rồi hai vị chuyên gia cũng đã chia sẻ rất là nhiều về vai trò quan trọng của dinh dưỡng đối với lại cái sự lão hóa thành công của người lớn tuổi, đúng không ạ? Vậy thì một chế độ dinh dưỡng đối với người lớn tuổi thì chúng ta cần phải lưu ý những gì ạ, thưa bác sĩ Trần Khánh Vân? Vâng, chúng ta cũng đã nói đến các cái thừa và thiếu các vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là các cái thừa các cái chất đa lượng, các chất sinh năng lượng. Như là thừa các cái chất bột đường hay là các cái chất béo. Thì đối với người cao tuổi, cái nhu cầu năng lượng thì giảm xuống, nhưng mà cái tỷ lệ chất béo ở trong khẩu phần thì gần như là giảm rất ít so với lứa tuổi trẻ. Vậy thì trong cái quá trình đầu tiên, là trong cái quá trình lựa chọn chất béo, là chúng ta phải lựa chọn các cái loại chất béo mà không bão hòa, các cái chất béo mà có các cái nối đôi ở trong cái cấu trúc hóa học của nó, và vẫn đảm bảo được cái nhu cầu chất béo. Như tiến sĩ phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Kim Thanh cũng đã nói á, là nếu mà không có đủ chất béo thì là chúng ta sẽ không hấp thu được một số những cái loại vitamin tan trong dầu, mà đấy là những cái loại vitamin rất là quan trọng đối với tuổi già. Mà tôi cũng xin bổ sung thêm về cái vitamin D ở đây. Vitamin D thì như vừa rồi chúng ta có phát hiện là có rất nhiều cái tác dụng khác nhau, chứ nó không phải chỉ đơn thuần là một loại vitamin và hỗ trợ hấp thu canxi. Và chúng ta thường nói đến cái sức khỏe xương là chúng ta nói đến vitamin D và canxi. Qua đại dịch Covid thì người ta còn phát hiện rằng là vitamin C, D nó có tác dụng đối với hệ miễn dịch. Đấy. Các chúng ta cũng biết là các bệnh về do virus gì thì thường là không có thuốc điều trị đặc hiệu, và vitamin D hỗ trợ rất mạnh cho cái việc là cơ thể, sức chống đỡ của cơ thể, cái hệ miễn dịch của cơ thể chống đỡ với cái loại bệnh virus, giống như là trong có tác dụng đối với như là bệnh COVID-19. Đấy là tác dụng thứ nhất. Tác dụng thứ hai của nó là nó có tác dụng giống như là một tiền hormone. Nó có cái vai trò đối với lại cả cái sự suy thoái của cái sự sa sút về trí tuệ, của hệ thần kinh dẫn đến cái sa sút của trí tuệ. Hàng năm thì người ta ước tính là trên thế giới có khoảng 10 triệu người có các cái biểu hiện về sa sút trí tuệ. Và các cái biểu hiện này có liên quan rất chặt chẽ đến cái nồng độ vitamin D thấp ở trong cơ thể. Đó, thế cho nên là những cái loại vitamin này nó có những cái vai trò, và về mặt dinh dưỡng là chúng ta phải cung cấp đủ cho cái nhu cầu của cơ thể. Thế thì một cái chế độ ăn của chúng ta sẽ phải đảm bảo là cân đối về năng lượng, về các cái chất, tỉ trọng các chất sinh năng lượng trong cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ chất béo cho cơ thể, đảm bảo cung cấp đủ cả chất đạm nữa. Bởi vì rất nhiều người cao tuổi nghĩ rằng là chúng ta là béo, và đặc biệt là người ta quan tâm đến cái tỷ lệ, cái vòng 2 đấy, mà chúng tôi ở trong dinh dưỡng chúng tôi vẫn nói đấy là cái tỷ lệ gọi là waist to hip ratio, tức là vòng bụng so với vòng hông ấy, thì cái tỷ lệ đấy ở người cao tuổi thì lớn. Cho nên là khi mà vòng eo tăng lên thì người ta lại có xu hướng là ăn kiêng, ăn giảm chất béo đi. Và người ta có cảm giác là cái khối cơ của nó giảm, của trong cơ thể của chúng ta giảm đi, thì người ta lại có và có cái cảm giác là bị nhẽo ra. Và chúng tôi có một cái nói đùa là chất béo rất biết cách để đi đến những cái chỗ mà mình không cần. Ví dụ như là vòng ngực là không vào, phụ nữ rất muốn nhưng mà không vào, sẽ vào những cái vị trí như là vòng eo chẳng hạn. Thế thì người già sẽ có xu hướng là ăn giảm các cái loại chất béo đi. Thế thì lại không hợp lý. Chúng ta vẫn phải ăn chất béo và lựa chọn chất béo một cách thông minh. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là phải ăn đủ chất xơ. Người già thì cũng có xu hướng là cái hoạt động thể lực giảm đi, cho nên là sẽ bị táo bón. Thêm vào nữa là các cái dịch vị giảm đi. Thế cho nên là và cái suy thoái của hệ thần kinh trung ương cũng lại làm cho là các mất cái khẩu vị. Chúng ta cảm thấy là không chán ăn, không muốn ăn, cảm thấy không, hoặc là không có cái mẫn cảm đối với một số những cảm giác như cảm giác đói, cảm giác khát, cho nên là lười ăn, lười uống. Thế cho nên là lại giảm. Tức là rất nhiều yếu tố làm cho cái dinh dưỡng của người già không đảm bảo, hay là người cao tuổi thì không đảm bảo so với lại cái nhu cầu bình thường. Trong khi thì cái nhu cầu thì tôi đã nói rồi là không giảm là mấy so với cái lứa tuổi trẻ. Cho nên chúng ta phải lựa chọn các thực phẩm giàu chất xơ để phòng chống táo bón, ăn tăng cường các loại vitamin và chất khoáng, và thêm nữa là phải đáp ứng được các cái, hoặc là phải sử dụng các cái sản phẩm bổ sung dầu vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B12 để bổ sung vào trong cơ thể.
càng lớn tuổi, sức khỏe càng suy giảm. Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng chính là bí quyết giúp sống khỏe và dẻo dai. NutriKegon cung cấp nguồn dinh dưỡng giàu đạm thực vật, đạm sữa, chất béo thực vật cùng 38 dưỡng chất giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe, phù hợp với người lớn tuổi, người mới ốm dậy, trước và sau phẫu thuật. Bên cạnh đó, NutriKegon còn bổ sung HMB, dưỡng chất vàng giúp hồi phục khối cơ, cùng lactium giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, tạo giấc ngủ sinh lý cho người lớn tuổi, hỗ trợ tim mạch và tốt cho tiêu hóa. NutriKegon, bí quyết sống khỏe người lớn tuổi.